Thực hiện chủ trương của thành phố, ai ở đâu thì ở đó. 7 ngày qua, người dân quận Hoàng Sơn đã đồng thuận rất cao và chấp hành nghiêm chủ trương. Những ngày qua, trên tất cả các tuyến đường từ trục đường chính đến khu dân cư trên địa bàn quận Hoàng Sơn rất vắng vẻ, không có một bóng dáng người đi ra đường. Nơi có chỉ là những phương tiện và lực lượng thực hiện công vụ trong công tác phòng chống COVID-19. Dọc tuyến đường Ngũ Hành Sơn, Lê Văn Hiến trên địa phận phường Mỹ An, trước đây luôn đông đúc, nhộn nhịp thì trong 7 ngày qua hết sức yên ắng. Nhà nhà đều khép cửa, người dân chấp hành nghiêm các chỉ đạo phòng chống dịch và phương châm ai ở đâu thì ở đó của thành phố. Nói chung là gia đình tôi cũng như mọi người ở trong tổ 17 này, toàn dân ở đây rất là chấp hành, rất là tốt, rất là nghiêm chỉnh, không có ai ra ngoài đường. Tức là người nhỏ nhỏ cách ly, người cách ly. Mà tôi thấy chủ trương là rất đúng đắn. Thì chúng tôi cũng tăng cường 6 cái tổ xử lý để tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm. Nên do vậy trong những ngày đầu cũng như trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn thì không có một bóng người giao thông trên trục đường, trừ những lực lượng đi làm nhiệm vụ. Những khu vực chưa có ca dương tính COVID-19, quận Ngũ Hành Sơn chỉ đạo các phường thiết lập vùng xanh để bảo vệ sức khỏe người dân. Trong tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp hiện nay, sự đồng lòng của mỗi người dân cùng địa phương chống dịch sẽ tạo nên khối đoàn kết thống nhất, tạo nên lá chắn vững vàng để đẩy lùi dịch bệnh.